Centurion, một hệ tộc bài mới xuất hiện gần đây trên Booster Box Violent Smasher, sử dụng những quái thú ở vùng Spellcraft để triệu hồi quái thú cấp cao để có thể đánh bại đối thủ với những cơ giáp kỵ sĩ bất khả chiến bại. Centurion là một hệ tộc dựa trên những bộ anime về mecha nổi tiếng như Gurren Lagann, Darling in the Franxx hay không thể không nhắc đến chính là Mobile Suit Gundam. Cái tên Centurion hay Centurion trong phiên bản OCG của Yu-Gi-Oh! Được dựa trên cách gọi tên những gọi vương La Mã cổ đại thường được gọi là những Centurion hay Bách Nhân Đội, có đến 100 binh sĩ trong mỗi đội quân, hoặc cái tên này cũng có thể sử dụng để gọi tên người sĩ quan đứng đầu đội quân Centurion của đế chế La Mã cổ đại. Mỗi quái thú thuộc hệ này đều có thể được xem như là một binh sĩ của đội quân, với Centurion Legatia là quái thú mạnh nhất của hệ tộc, đúng như tên gọi của nó trong lịch sử thế giới. Trong interface của bạn, bạn có thể gửi lá bài này trên sân và một quái thú Centurion từ tay hoặc trong deck, ngoại trừ Centurion Trudia trong vùng Feltrap như một Continuous Trap, và bạn không thể triệu hồi đặc biệt Centurion Trudia cho đến hết lượt của bạn. Trong interface, nếu lá này là một Continuous Trap, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này và tăng cấp thêm 4. Mỗi effect của Centurion Trudia chỉ có thể dùng được một lần mỗi lượt. Khi lá này là Continuous Trap, những quái thú Centurion bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng lá bài. Mở hiệu ứng sau của Centurion Primera chỉ có thể dùng được một lần mỗi lượt. Bạn có thể search một lá bài Centurion từ deck lên tay, từ trừ Centurion Primera, và bạn không thể triệu hồi đặc biệt Centurion Primera cho đến hết lượt này. Trong main phase, nếu lá bài này là Continuous Trap, bạn có thể triệu hồi đặc biệt quái thú này. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này ở trong tay bạn hoặc mộ, with effect, bạn có thể chỉ định một quái thú Centurion bạn điều khiển trừ Centurion MX6, đặt lá bài này trong vùng Spell Trap như một Continuous Trap, và nếu như làm như thế, triệu hồi đặc biệt lá bài này và bạn không thể triệu hồi đặc biệt Centurion MX6 cho đến hết lượt. Trong main phase, nếu như lá bài này là Continuous Trap, bạn có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này. Mỗi effect của Centurion MX6 chỉ có thể dùng được một lần mỗi lượt. Không thể bị tiêu diệt bởi effect của đối thủ khi bạn điều khiển một quái thú Centurion. Mỗi effect sau của Stand Up Centurion chỉ có thể dùng được một lần mỗi lượt. Trong main phase của bạn, nếu lá này được kích hoạt ở lượt này, bạn có thể gửi một lá bài từ tay bạn vào mộ, đặt một quái thú Centurion từ deck vào vùng Spell Trap của bạn dưới dạng Continuous Trap ngửa mặt. Nếu một hoặc nhiều quái thú được triệu hồi đặc biệt, bạn có thể, ngay sau khi effect này thực thi, triệu hồi Synchro một quái thú Synchro, sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu, bao gồm quái thú Centurion. Đặt một quái thú Centurion từ tay hoặc mộ vào vùng Spell Trap như một Continuous Trap. Nếu một quái thú Synchro Centurion được triệu hồi trên sân khi lá bài này nằm trong mộ trừ Damage Step, bạn có thể banish lá bài này, sau đó chỉ định một quái thú Centurion của bạn trong mộ, đặt nó vào vùng Spell Trap như một lá Continuous Trap ngửa mặt. Mỗi effect của Centurion Ball chỉ có thể dùng được một lần mỗi lượt. Chỉ định một quái thú trên sân, banish lá bài đó, và khi bạn thực thi trong Standby Phase của lượt sau, triệu hồi đặc biệt quái thú đó về sân của người sở hữu. Bạn có thể banish lá bài này và chỉ định một quái thú Synchro Centurion trong mộ, triệu hồi đặc biệt nó nhưng nó mất 1.000 năm công. Mỗi effect của Centurion Phalanx chỉ có thể dùng được một lần trong lượt đó và chỉ một lần trong mỗi lượt. Khi một lá Spell Trap hoặc hiệu ứng quái thú được kích hoạt, gửi một lá hoài quái thú ngửa từ vùng Spell Trap vào mộ, vô hiệu hóa hiệu ứng được kích hoạt, và khi được thực thi, hủy diệt lá bài đó. Effect của Centurion True Awakening chỉ có thể kích hoạt được một lần mỗi lượt. Kích hoạt một trong mỗi hiệu ứng sau. Đặt một quái thú Centurion từ deck vào vùng Spell Trap như một Continuous Trap. Cho đến hết lượt này, khi bạn điều khiển lá đó hoặc những lá có cùng tên, bạn không thể triệu hồi đặc biệt từ Extra Deck ngoại trừ quái thú Centurion. Đặt up một lá Spell Trap Centurion từ deck. Effect của Emblem Maos chỉ có thể được kích hoạt một lần mỗi lượt. Và sau đây là lá bài quan trọng.
và cũng là lá bài làm nên hệ tộc bài Centurion. Centurion Legatia. Nguyên liệu là một tuner và một quái thú không phải tuner. Quái vật bạn điều khiển từ 2000 công trở xuống không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Mỗi effect của sau của Centurion Legatia thì có thể dùng một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được triệu hồi đặc biệt, rút một lá, sau đó tiêu diệt một quái thú đối thủ điều khiển với công cao nhất, bạn có thể chọn nếu trùng. Trong end phase, bạn có thể đặt một quái thú Centurion không phải Synchro từ tay hoặc bộ ngửa vào vùng Subtrap. Như các bạn có thể thấy, Centurion Legatia là một đá bài rất mạnh khi nó có khả năng hủy diệt quái thú quan trọng nhất của đối thủ và đồng thời có thể cho bạn thêm một lá bài. Nó cũng có thể đem lại thêm bảo hộ cho chính nó khi bạn có thể kết thúc lượt với thêm những quái thú Centurion khác chờ sẵn trên vùng Spelltrap. Centurion phụ thuộc vào lối chơi dàn trận những quái thú chính trong tộc bài ở vùng Spelltrap với tư cách là những lá Continuous Trap Card để nhanh chóng triệu hồi Synchro những quái thú Synchro cấp cao lên sân. Đặc biệt là những quái thú siêu sao của hệ tộc bài này, Centurion Legatia, với khả năng tự bảo vệ không thể bị phá hủy trong chiến đấu và đồng thời cũng có thể phá hủy ngược lại quái thú với sức tấn công cao nhất của đối thủ. Những quái thú trong main deck có thể triệu hồi đặc biệt lên sân khi đang ở vùng Spelltrap, kể cả trong lượt của đối thủ, vì những quái thú này được tính là Continuous Trap Card. Việc sử dụng Fuel Spell của Centurion, Stand Up Centurion sẽ giúp cho người chơi có thể triệu hồi Synchro trong cả lượt của đối thủ, khiến cho họ phải sử dụng tài nguyên để ngăn chặn hiệu ứng của Centurion. Stand Up Centurion, Centurion Fameria và Centurion Trudia đóng vai trò là starter của deck. Stand Up Centurion và Trudia có thể đặt một quái thú Centurion từ deck vào vùng Spelltrap, trong khi Fameria có thể tìm kiếm bất kỳ lá bài Centurion nào khi nó được triệu hồi. Fameria bằng cách sử dụng hiệu ứng của nó để triệu hồi đặc biệt chính nó khi nó là Continuous Trap có thể liên tục thêm những lá bài Centurion vào tay ngay cả trong lượt của đối thủ. Bằng cách đặt quái thú Centurion làm Continuous Trap, deck có thể tạo ra nguyên liệu một cách nhất quán để triệu hồi Synchro. Triệu hồi được hỗ trợ bởi Centurion MS VI, một cấp thú quái thú cấp 8 có thể triệu hồi đặc biệt chính nó trong lượt của đối thủ từ tay hoặc mộ bằng cách đặt một quái thú Centurion khác mà người chơi điều khiển trong vùng Spelltrap. Trudia cũng có thể được sử dụng làm nguyên liệu vì nó có thể tăng cấp độ lên 8 khi được triệu hồi đặc biệt trong khi bị coi như một Continuous Trap. Khả năng của deck trong việc triệu hồi liên tục Fameria, một tuner cấp 4 và các quái thú cấp 8 dẫn đến một vòng lặp triệu hồi Synchro nhiều quái thú Synchro cấp 12 một cách hiệu quả. Trong số đó, hai quái thú đáng chú ý nhất là quái thú siêu sao của hệ tộc bài Centurion Legatia và Crimson Dragon. Legatia có thể tạo ra lợi thế bằng cách rút bài và chọn tiêu diệt quái thú của đối thủ có tấn sức tấn công cao nhất khi nó được triệu hồi đặc biệt, đồng thời cũng có thể đặt quái thú Centurion từ tay hoặc mộ trở lại vùng Spelltrap, cho phép bạn triệu hồi Synchro. Crimson Dragon hoạt động như một cầu nối đến việc triệu hồi các quái thú Synchro hệ rồng cấp 12 mạnh mẽ hơn nữa, vì nó có thể bỏ triệu hồi chúng trong khi bỏ qua các yêu cầu về Material, đồng thời chỉ yêu cầu người chơi điều khiển quái thú Synchro rồng cấp 12 khác. Hệ tộc bài đồng thời cũng có nhiều Spelltrap hoạt động như Extender hoặc Disrupt, chống tải chúng đều có thể được Fameria tìm kiếm một cách nhất quán và nhiều lần. Centurion True Awakening có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt hiệu ứng lá bài bằng cách gửi một quái thú từ vùng Spelltrap vào mộ, một điều kiện rất dễ thực hiện bằng các lá bài Centurion khác. Centurion Bonds có thể đặt bất kỳ quái thú Centurion nào từ tay hoặc mộ vào vùng Spelltrap, và lá bài này có thể đặt thêm một lần nữa với hiệu ứng mộ của nó khi người chơi triệu hồi một quái vật Synchro Centurion. Centurion Phalanx có thể banish quái thú trên sân và triệu hồi nó trở lại sân của chủ nhân nó trong standby phase của lượt tiếp theo. Lá bài này có thể được sử dụng để làm giấy đoạn tên của đối thủ hoặc để triệu hồi một quái thú Centurion từ vùng Spelltrap của người chơi. Và sau đây là một deck mẫu thể theo banlist TCG cho Centurion, sử dụng Vizio để hỗ trợ cho việc triệu hồi Centurion cùng nhiều quái thú extra khác, với khả năng bảo kê mạnh cho Centurion Legatia không thể bị ảnh hưởng bởi hiệu lá bài khác và dứt điểm đối thủ một cách gọn gàng.
Ngoài ra, Centurion cũng không phải lo sợ những hang trắc út chân như Nibiru do chỉ chịu hồi dưới 5 lần, hoặc Asplossum do khả năng đặt thẳng bài từ bộ bài chứ không áp đơn thuần. Như các bạn có thể thấy, Centurion là một hệ tộc bài chỉ mới xuất hiện gần đây, nhưng nó đã có thể chứng minh sức mạnh của mình khi gần đây bộ bài này đã về gì trong giải đấu OCG Yu-Gi-Oh! Area Championship 2023 tại Sendai. Và giờ, với sự xuất hiện của hệ tộc bài này trên TCG, liệu hệ tộc này sẽ có thể làm nó kỳ tích và trở thành một hệ tộc bài top tier trong những thời gian tiếp theo? Hiện tại, Booster Box Valence Smasher đã cập bến tại Kisera Board Game Cafe. Mọi người có thể đến và trải nghiệm hệ tộc bài có trong box. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Các bạn hãy đến shop Kisara ở 930/46 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để săn ngay những lá bài hiếm nhé.